Cô gái đi trà chanh, mất xe SH. Chủ quán nói hỗ trợ tình cảm 2 triệu đồng. Tối ngày 20 tháng 10, PT tại Hà Nội cùng bạn uống nước tại quán trà chanh ZZ trên phố Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy. Đến nơi, cô cho biết được nhân viên quán hướng dẫn vị trí để xe. Người này nói sẽ trông xe nên tôi yên tâm làm theo hướng dẫn và vào uống nước. Tề kể, một tiếng sau khi ra về, nữ khách hàng phát hiện chiếc xe SH-125 chỉ giá gần 100 triệu đồng thời điểm mua đã biến mất kiểm tra camera an ninh của quán, cô thấy có hai kẻ lạ mặt đã dắt xe đi. T sau đó tự trình báo công an phường Yên Hòa mà không có sự hỗ trợ của phía quán. Chủ quán tên V không ở Hà Nội hôm xảy ra sự việc nên đã hẹn Tê nói chuyện vào ngày 23 tháng 10. Tôi gặp chủ quán sau 3 ngày chờ đợi thì nhận được câu nói Quán anh kinh doanh nước chứ không đăng ký dịch vụ trông giữ xe, khách hàng phải tự bảo quản xe của mình. T kể, cũng trong buổi làm việc này, nhân viên phủ nhận nói quán trông xe cho khách hàng. Chủ quán cho biết thêm, nếu làm to chuyện thì người thiệt hại là t Nếu quán bị phốt thì chỉ cần sang nhượng là xong. Sau cùng, muốn giải quyết ổn thỏa, chủ quán nói tê đưa ra con số bồi thường cụ thể và xin thời gian để bàn bạc. Cô đề nghị được đền bù 50% giá trị xe hiện tại, tức khoảng 35 triệu đồng. Trưa 25 tháng 10, tê nhận được phản hồi của chủ quán sẽ chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng về mặt tình cảm. Tôi không thể đồng ý với con số này. Nếu quán muốn dùng 2 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng thì chắc chắn không bao giờ được. Tê cho hay. Cô cho biết chủ quán phủi trách nhiệm, nói khoản tiền này là hỗ trợ không phải bồi thường, còn nếu làm to chuyện thì một đồng quán cũng không chi. Cô hy vọng bài học của bản thân sẽ là lời cảnh tình cho bất kỳ ai khi đi ăn hay uống nước ở bất kỳ đâu để tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự. Là người làm kinh doanh, giá mà quán có cách hành xử khéo léo hơn thì mọi chuyện đã khác, Tê nói. Phóng viên đã liên hệ với chủ quán trả tranh tiền về, người này khẳng định quán không làm mất xe của khách và chỉ làm việc theo pháp luật. Hồi tháng 4, khách hàng uống cà phê tại một quán tại quận Long Biên phát hiện hai người lạ phá khóa trộm xe SH. Sau đó người tự nhận là quản lý quán cho biết không có trách nhiệm với việc xe của khách bị mất và đăng ký kinh doanh của quán không có mục giữ xe. Sau thông tin này, quán nhận hàng loạt đánh giá một sao, còn trang mạng xã hội thì không truy cập được. Tháng 9 năm 2022, anh Phạm Đức Tâm tới quán cà phê ở núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, bị mất chiếc Honda SH gửi trong bãi gửi xe của quán. Vụ việc được lập biên bản giữa anh Tâm, đơn vị bảo vệ được thuê trông giữ xe và đại diện của quán cà phê. Đồng thời anh cũng trình báo công an phường Kim Mã.